ông Abraham ra đi đến xứ Canaan. Abraham được Thiên Chúa gọi đi đến xứ Canaan. Ông Abraham và vợ là bà Sarah sống tại thành Ur xứ Cande, nay là Iraq. Thiên Chúa gọi ông rời bỏ quê hương và ra đi đến xứ Canaan. Thiên Chúa hứa chúc phúc cho ông và làm ông thành tổ phụ của một dân lớn. Ai chúc phúc cho dòng dõi ông sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Ai nguyền rủa sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Abraham vâng lệnh Chúa và chạy đi cùng với Sarah vợ ông, Terah cha ông và Lot cháu ông. Khi họ đến Haran, họ dừng chân và dựng trại tại đây. Trong thời gian này, Terah cha ông Abraham qua đời. Lúc này Abraham đã 75 tuổi. Thiên Chúa bảo ông đi tiếp đến xứ Canaan. Ông Abraham vâng lời Chúa và họ đi xuống phía nam tới đất của dân Canaan. Họ đi tới một cây cổ thụ tại Sikhem và dựng trại tại đó. Thiên Chúa nói với Abraham: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Abraham dựng một bàn thờ kính Chúa tại Sikhem và thờ lại Chúa. Abraham và đoàn tùy tùng bỏ nơi đó và đến Bethel ở phía nam. Đến nơi, ông dựng một bàn thờ kính danh Chúa. Xảy ra nạn đói tại vùng này, lương thực khan hiếm và nhiều người chết đói. Abraham và gia đình ông quyết định băng qua sa mạc xuống phía nam đến Ai Cập để tìm lương thực. Khi vào tới Ai Cập, Abraham rất lo lắng. Sarah vợ ông rất xinh đẹp. Ông sợ vua Pharaoh sẽ giết ông để lấy Sarah làm vợ, nên ông bảo Sarah giả vờ làm em gái ông. Quan cận thần của Pharaoh nói với vua rằng: Em gái Abraham rất xinh đẹp, nên vua đưa nàng vào cung. Vua ban cho Abraham nhiều bò lừa, gia nhân và quà tặng. Nhưng Thiên Chúa giáng dịch bệnh xuống cả nhà Pharaoh. Khi Pharaoh biết Sarah là vợ Abraham, vua gọi ông đến: Tại sao ngươi không cho ta biết nàng là vợ ngươi? Vua nói: Hãy nhận nàng về và đi đi. Pharaoh ra lệnh trục xuất Abraham, Sarah và cả đoàn tùy tùng ra khỏi Ai Cập cùng với tất cả tài sản của họ. Họ quay về lại Canaan cùng với đoàn gia súc và tùy tùng, quà tặng mà vua Pharaoh đã ban cho. Họ về tới Bethel và ở lại đó. Abraham cầu nguyện và kêu danh Thiên Chúa. Bây giờ Abraham đã có thể định cư tại đất Canaan, đất Chúa đã hứa cho ông và dòng dõi ông. Nhưng ông và vợ không có con, và cả hai đã già rồi.